Hello everybody, my name is Phạm Huỳnh Trang, an English teacher at Phú Định Junior High School, District 6. Welcome you to my lesson today. First, look at the screen. I have three questions for you. First, who is he? He is Mario. What does he do? He is a football player. And what is he doing now? He is watching TV. So today, we continue to learn Unit 4, Learning World, Lesson 5, Language Focus. Exercise number 1. Look at the sentences. What are the he, she, and they forms of each question and answer? Cô có 3 câu hỏi. Theo các em, khi chúng ta thay đổi chủ ngữ là he hoặc she và they, thì những câu hỏi và những câu trả lời này sẽ thay đổi như thế nào? Câu thứ nhất, are you learning English? Yes, I am. Và với chủ ngữ là he và she, thì cô có câu là is he or she learning English? Yes, he or she is. Và với chủ ngữ và they, thì cô có là are they learning English? Yes, they are. Câu thứ hai, what are you doing now? I'm watching TV. Vậy khi chủ ngữ cô là he hoặc là she, thì cô có là what is he or she doing now? He's or she's watching TV. Với chủ ngữ là they, cô có what are they doing now? They're watching TV. Câu thứ ba, are you learning the same language? No, we aren't. Và với chủ ngữ là he hoặc là she, thì các em sẽ thay đổi câu hỏi và câu trả lời như thế nào? Ở đây cô có, is he or she learning the same language? No, he or she isn't. Và với chủ ngữ là they, thì cô có là, are they learning the same language? No, they aren't. Vậy thì theo các em, đối với chủ ngữ là he hoặc là she, thì câu hỏi và câu trả lời của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? Và với chủ ngữ là they, thì câu hỏi cũng như câu trả lời sẽ thay đổi như thế nào? Để biết được câu trả lời chính xác, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay nha. Present Continuous Tense Questions. Thì hiện tại tiếp diễn. Một câu hỏi. Ở đây, mỗi câu hỏi theo các em chúng ta có mấy dạng? Và cũng như những bài học trước thì mỗi câu hỏi của chúng ta có hai dạng. Dạng thứ nhất đó là yes no questions, câu hỏi yes no, và dạng thứ hai đó là WH questions, câu hỏi có từ để hỏi. First, yes no questions. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với dạng câu hỏi thứ nhất đó là yes no. Cô có câu ví dụ. Are you doing your homework? Yes, I am. No, I'm not. Từ ví dụ, cô có thể rút ra được công thức đó là am is are, cộng với subject, cộng với verb gerund and object. Vậy cô có công thức là am is are, cộng với chủ ngữ, cộng với động từ thêm in và vị ngữ. Câu trả lời của cô thì cô có yes, cộng với chủ ngữ và am is are. Hoặc là no cộng với chủ ngữ và am is are cộng với not. Next, WH questions. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với dạng câu hỏi có từ để hỏi. Cô có câu ví dụ. What are you doing now? I'm doing my homework. Từ đây chúng ta có thể rút ra được công thức đó là WH question word plus am, is, are, plus subject, plus verb gerund, and object. Vậy công thức của chúng ta là từ để hỏi đi với am, is, are, từ chủ ngữ, động từ thêm in và vị ngữ. Và đối với câu trả lời, cô cũng có công thức đó là chủ ngữ cộng với am, is, are, cộng với động từ thêm in và vị ngữ. Work in pairs.
Bây giờ chúng ta sẽ làm việc theo cặp nhé. Exercise number 2. Ask and answer questions with the words from the columns and the verbs in the box. Use the present continuous. Ở phần này, các em sẽ đặt những câu hỏi và trả lời chúng bằng những từ vựng được gợi ý trong bốn cột bên dưới và những động từ ở trong khung. Chú ý các em hãy sử dụng thì hiện tại tiếp diễn nha. Trước khi các em đặt câu hỏi và trả lời thì chúng ta hãy nhìn qua những từ gợi ý nha. Đối với những động từ trong khung thì chúng ta có những động từ là do là làm, work làm việc, study học, sit ngồi, wear mặc, look at là nhìn. Và tiếp theo, đối với những từ ở trong cột thì cột thứ nhất, đây là những từ để hỏi, question words. Đối với chữ what có nghĩa là cái gì, where ở đâu, why tại sao, who là hỏi người. Cột tiếp theo của chúng ta đó là động từ to be, is hoặc là are. Các em chú ý is sẽ sử dụng cho chủ ngữ số ít, ví dụ như là the teacher, giáo viên, hoặc là your friend, bạn của bạn. Và are sẽ sử dụng cho chủ ngữ số nhiều, ví dụ như là you hoặc là your parents. Và sau đó chúng ta đến với cột cuối cùng. Chúng ta sẽ để những động từ thích hợp vào đây và chú ý chúng ta sẽ sử dụng verb in nha. Và đây là ví dụ của cô. Where are you going? I'm going to the supermarket. Bạn đang đi đâu vậy? Tôi đang đi đến siêu thị. Bây giờ các em hãy cùng hỏi và trả lời với bạn của mình nha. Exercise number 3. Complete the table with sentences from 3 to 6. Which time expressions do we use with A, the present simple, and B, the present continuous? Ở bài này, các em hãy hoàn thành bảng được cho bên dưới với những câu từ câu thứ 3 đến câu thứ 6. Sau đó, các em hãy xem những cụm từ chỉ thời gian nào dùng cho hiện tại đơn và những cụm từ chỉ thời gian nào dùng cho hiện tại tiếp diễn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án nha. Đối với hiện tại đơn thì cô có đáp án là câu thứ 3, I usually check new works. Và câu thứ 5, they always wear uniforms. Và đối với hiện tại tiếp diễn thì cô có những câu là câu thứ 4, I'm checking a new work at the moment. Và câu thứ 6, they're wearing their uniforms now. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần time expressions. Đối với thì hiện tại đơn thì chúng ta sẽ sử dụng khi nói về thói quen hay là sự việc lặp đi lặp lại. Còn đối với thì hiện tại tiếp diễn, chúng ta sẽ sử dụng khi nói về một sự việc đang diễn ra. Vậy time expressions, các cụm từ chỉ thời gian của hiện tại đơn là gì các em? Đó là sometimes, usually, always, often, never, hoặc là every day. Còn đối với hiện tại tiếp diễn thì cô có là today, at the moment, now, hoặc là right now. Next, who are they? She is chocolate. He is Pat. And she is Melanie. Exercise number 4. Look at the photos and complete the sentences. Use the present simple or the present continuous. Ở bài tập này, các em hãy nhìn vào bức tranh và những câu bên dưới. Sau đó, các em hãy sử dụng hiện tại đơn hoặc là hiện tại tiếp diễn để hoàn thành những câu bên dưới nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng sửa. Charlotte is a music student. She practices every day. Chúng ta có cụm every day là mỗi ngày, vậy chúng ta sẽ dùng hiện tại đơn. Và she là ngôi thứ ba số ít. Nên chúng ta sẽ thêm s vào động từ. Vậy chúng ta có là practices. Số 2. But at the moment she relaxes.
Vậy chúng ta có cụm at the moment. Vậy chúng ta sẽ dùng hiện tại tiếp diễn. Nên ta có là is relaxing. Pat is a footballer. He plays football 5 days a week. Chúng ta có cụm là 5 days a week. Vậy đây là thì hiện tại đơn. Nên chúng ta sẽ thêm s vào chữ play. Bởi vì he là người thứ ba số ít. Vậy chúng ta có plays. But today he plays basketball. Chúng ta cũng có chữ today. Today là hôm nay, chúng ta cũng sẽ dùng hiện tại tiếp diễn. Và he vẫn là người thứ ba số ít nên chúng ta sẽ dùng là is playing. Melanie chat in Spanish with a tourist now. Chúng ta có chữ now có nghĩa là ngay bây giờ nên chúng ta sẽ dùng thì hiện tại tiếp diễn. Melanie là một người chủ ngữ số ít nên chúng ta sẽ có is chatting. But she usually speaks English. Chúng ta cũng có chữ usually. Usually thì chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn. Và she là ngôi thứ ba số ít. Nên chúng ta sẽ thêm s vào động từ speak. Và chúng ta sẽ có speaks. Lottery winner. Trúng số. Work in groups. Imagine that one of you is a lottery winner. Ask and answer questions about now and usually using the present simple and the present continuous forms of the verbs in the box. Ở phần này, các em hãy làm việc theo nhóm. Hãy tưởng tượng rằng một trong những các em đã trở thành người trúng số. Các em hãy đặt câu hỏi và trả lời về những sự việc đang diễn ra. Đối với thì hiện tại tiếp diễn và những sự việc thường xảy ra, sử dụng thì hiện tại đơn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thực tập với những người bạn của mình nha. Và đây là những động từ ở trong khung cùng với những gợi ý của cô. Chúng ta có động từ listen to, nghe, wear, mặc, read, đọc, sit, ngồi, speak, nói, watch, xem và think about, nghĩ về. Các em có thể hỏi bạn mình như sau. What do you usually wear? I usually wear. Hoặc là các em có thể hỏi, what are you wearing now? I'm wearing. Và em hãy tự suy nghĩ và điền đầy đủ những thông tin vào và trả lời với bạn của mình nha. Homework. Learn by heart the new structures. Prepare for the next lesson, speaking. Bài tập về nhà. Các em hãy thọc thuộc tất cả những cấu trúc và chuẩn bị bài mới, speaking. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong buổi học ngày hôm sau. Goodbye!